chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Hùng, đạo diễn bộ phim Người Thứ Ba. Con bồ của thằng Tôm có bầu. Trời ơi! Hay là mình cưới nhau đi em. Bộ phim Người Thứ Ba, đúng như tên gọi của nó, sẽ nói về những người thứ ba trong những mối quan hệ. Ví dụ như mối quan hệ giữa mẹ và con trai, và người thứ ba là cô con dâu. Hoặc là mối quan hệ giữa vợ chồng, thì người thứ ba đó là chuyện ngoại tình chẳng hạn. Thì bộ phim muốn nói đến người thứ ba đã xen giữa trong những cuộc sống của những người, hai người còn lại như thế nào. Thực sự mà nói, cái bộ phim này mà Hùng có thể hoàn thành tốt thì đó là nhờ một cái dàn diễn viên rất là giỏi nghề. Em không lấy chồng. Ngày giờ bao nhiêu, khách khứa bao nhiêu bàn, xong, không có lòng vòng nữa. Không có dễ dàng làm con dâu em vậy đâu. Đồ thứ con gái chưa chồng mà bị vậy, không được. Ở trên đời này cũng có ai mà quan trọng bằng con gái ruộng của ba hết. Nguyễn Anh Tú xin chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Nguyễn Anh Tú rất vui khi có cơ hội trò chuyện với quý vị khán giả. Nói về bộ phim Người Thứ Ba này thì có một cái kỷ niệm mà Tú nhớ nhất. Đó chính là cái đợt quay thứ hai của bộ phim Người Thứ Ba. Thì Tú có kẹt lịch để Tú phải di chuyển gấp lên Đà Lạt để quay một cái chương trình khác. Tiến độ thì rất là nhanh và anh em ekip đã giúp đỡ, hỗ trợ. Đặc biệt là anh Hữu Tiến, là ảnh diễn viên là đóng vai ba của Tú. Anh thích giỡn và cũng như là anh hay quên thoại á, nhưng mà ép buộc ảnh là không được quên thoại và không được giỡn nữa để kịp tiến độ của đoàn và cho Tú đi. Thì tôi thấy là cái tình cảm anh em trong đoàn á, yêu thương nhau và giúp đỡ nhau để hỗ trợ nhau trong quá trình làm nghề, thì cái điều đó làm cho Tú thấy rất là xúc động. Cái gì? Thằng Tôn nó có bầu hả? Trong bộ phim này thì người đóng vai vợ của nhân vật Tôm đó chính là diễn viên Buka. Buka gửi lời chào đến khán giả. Với bộ phim Người Thứ Ba thì Buka vào vai một cô gái tên là Đan Thanh. Cô gái này là một cô gái trẻ mới lớn thôi, thích tự chủ, thích sống cá nhân hơn. Cô gái này mới rơi vào một tai nạn là mang thai trước khi mà được cưới hỏi về nhà chồng. Thì đây là một cái vai diễn đối với Tú thì nó quá dễ dàng với Buka, và cũng như là quá dễ dàng với sự phối hợp của Tú và Buka. Với anh Tú thì Buka làm việc chung rất là nhiều lần rồi, chị em đã thân thiết nhau từ xưa, đóng những vai gọi là yêu nhau, người yêu của nhau, vợ chồng của nhau cũng nhiều lần, từ trên sân khấu kịch cho tới phim ảnh. Với phim Người Thứ Ba này thì Buka với anh Tú lại vào vai cặp vợ chồng thì không có gì khó khăn cả. Có nghĩa là có những cái đoạn mà Buka với anh Tú không hề tập trước luôn, nhưng mà nhìn nhau và có thể hiểu là bạn, người bạn diễn của mình muốn cái gì, cho nên là hai người phối hợp rất là nhịp nhàng giữa với nhau. Anh diễn xuất chung với em mình diễn ăn lý quá, mình có thể là ăn ý gì hả? Ăn ý hả? Buka là hay đánh Tú lắm, đánh không phải đánh thường đâu, đánh đau lắm, tát là tát thẳng vô mặt, còn gói là đó đánh thẳng vô đầu, đánh rất là đau. Ăn ý, chào tất cả mọi người, mình là Kaka và mình là nhân vật cha hơn trong phim sitcom Người Thứ Ba. Đây là cái vai diễn đầu tiên, cũng là vai diễn đầu đời, chưa bao giờ đi diễn bất kỳ một phim nào hết. Mà khi mà tham gia một phim này thì nó có vẻ vai hơi lớn so với mình. Nhân vật của Kaka trong phim là một cô bé tomboy, khá là tinh nghịch và có chút gì đó nó lém lỉnh một xíu. Cũng là một vai mà mình yêu thích, tại vì cái cô bé này là ngoài tinh nghịch ra thì cô còn rất là yêu thương chị dâu của mình, yêu thương bà nội, yêu thương mọi thành viên trong gia đình, và hay cà khịa người mẹ và người chị hai mình một xíu. Trong phim thì mình còn dám cà khịa mẹ trong phim, nhưng mà mẹ ngoài đời mà cà khịa là nhiều khi là bị chổi được á, cho nên là cũng không dám cho lắm, nên là cũng thì lặng chốt. Nhưng mà nhiều lúc rồi cũng thích được giống như vậy, đôi lúc cũng ăn chổi. Hùng nhớ nhất là một cái cảnh, một cảnh ngắn thôi. Bà nội do nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân đóng, thì đó là cảnh bà nội tình cờ mang thuốc lên cho cô con dâu là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, cũng là một người mẹ chồng. Thì khi mà bà nội đứng ngoài cửa phòng thì bà nội vô tình nghe được câu chuyện giữa con trai và cô con dâu của mình. Bà cảm thấy chạnh lòng bởi vì bà bị xem là người thứ ba, mặc dù là bà luôn luôn dành tình cảm yêu thương cho cô con dâu của mình. Và nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân diễn cảnh đó rất là cảm động. Làm dâu mẹ mấy chục năm nay rồi, cho nên em biết mẹ là một người mẹ chồng khó tính. Em đã rút ra được một mớ kinh nghiệm rồi đó chồng. Lúc nào
em cũng thủ sẵn cái cuốn Đắc Nhân Tâm ngay đầu giường. Không ngờ con dâu tôi nó lại nghĩ về tôi như vậy. Vậy mà mình định đem thuốc lên để chăm sóc cho nó. Hôm ngồi sau màn hình Hùng cảm thấy rất là cảm động. 3, 2, 1, xin diễn. Ôi nó thơm gì đâu. Anh ơi, đừng ngồi đi ra rồi. Anh ơi, ngồi xuống anh ơi. Đang thấy thêm anh á. Hay vậy nha. Rồi lại đi luôn. Bây giờ mẹ phát hiện rồi. Chính Phương Tam Tâm, nó là người thứ ba. Người thứ ba bước vào gia đình của người ta, phá hoại hết tất cả các mối quan hệ vợ chồng, anh em. Đích thị nó là người thứ ba. Quan hệ cha con, vợ chồng. Chị em 1, 2, 3, diễn. Vậy là cha con, vợ chồng. Cha con, vợ chồng, anh em. Mấy trai. Diễn. Trời ơi, cái nằm mơ ghê vậy luôn á hả? Vậy là em nằm mơ. Em thấy mai em bé giống em là giống anh. Ủa, vợ của nó, tới giờ cũng sợ nè. Quên thoại nhắc thoại. 3, 2, 1, diễn. Trời, anh mà đẹp trai như phi lân nữa hả? Vợ nhốt ở nhà cũng bằng thường rồi thôi à. Anh thấy đẹp trai của anh là xài vừa đủ rồi đúng không vậy? Hả? Xôi đi. Đẹp. Hùng rất mong là khán giả sẽ xem bộ phim này và cùng chia sẻ bộ phim cho mọi người
bạn bè, gia đình, người thân của mình cùng xem. Và điều cuối cùng anh Tú muốn nhắn gửi đến quý vị khán giả là hãy ủng hộ bộ phim Người Thứ Ba. Quý vị khán giả hãy đón xem bộ phim Người Thứ Ba trên kênh HTV7 vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần nhé. Hiện tại phim sitcom Người Thứ Ba đang được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 22:30 thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.